Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Tao là ai? Đâu là đấy? Mình tại sao lại ở tình cảnh như thế này? Anh ơi, mơ này quay xem lại đi anh ơi. Thằng nhóc này gái, bắt đầu. Úi dồi, tay đầu quay ăn luôn anh ạ. Úi dồi, ăn 8.000 dễ dở luôn anh em to luôn. Bạn ơi, sợ, ra làm phát thế thôi anh ạ. Ok, bây giờ xin em quay nghe này nha. Nhớ này thì quay nghe đâu sợ tầm nước ngoài thôi, dễ hiểu game anh ạ. Thao lựa chọn em nha. Đấy, ở đây có thông báo rồi. Đây là sự phẩm game hot này, kêu sự kiện toàn thì sẽ bật mí 3 lần ngày 12 anh em nha. Nên kết chia sẻ vào sau của quay, nhưng mà rất nhiều sự kiện anh nha. Đấy, sự kiện chính em vô báo lên chủ tài khoản nhất suy giải trẻ phép quốc dân đội like đầu. Thì quay nha. Đấy, còn đây là phần nạp tiền này, nạp tiền của nạp tốt kể cả mobile đâu bê. Thì đâu bê kia anh yêu kênh rất nhiều của nạp anh em. Còn đây là phần em rút tiền nha. Có đổi thử ở đây đó. Đây 3 tài khoản anh em. Tính là tính trên tiền là khoản thân tiền sự trẻ ra sau quản sau anh em nhé. Đấy, xác nhận điền đầy đủ thông tin rồi rút tiền sau. Em làm một chơi game này anh ạ. Thì mình sẽ link tải dưới phần 1, dưới phần ghim của anh em nhé, chụp tiêu ý kiến nhé. Em làm chơi, thì bây giờ mình sẽ vào video của mình thôi mọi người nhé. Ok anh em ơi. Cái đồ ăn cơm gà hôm nay anh ngồi đã nhẹ, cướp chó khô. Ok anh em nhé, bây giờ anh sẽ cho ra sữa đường. Cho cứ ngồi đấy luôn nhỉ. Anh ngồi. Thôi các con hưu khóc nghề cần mạnh nào mà đánh chết cha bây giờ. Thôi. Em nó đã ra đi rồi thôi. Nào nhường bố đi con. Khoan lùi cho bố. Ăn cho cụ nén thương. Ôi trời ơi. Nào đi thôi. Em ngồi nhiều như vua rồi nhỉ. Cho xuống mương đi. Thông minh lắm. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ngồi đây này, ngồi đây này, quay ra đây này.
Với anh nhìn về mà là hướng mặt trời. Đâu, 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 đây, 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 lên xe. Ơi chào cô nhá. Đây nhá. Cháu về. Ấm sữa. Ôi giời ơi, về đi. Về đây, về. Ơ không trộn à? Về 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 về. Phải trộn thế chứ. A few moments later. Em là chim có sát ướt. Đây. Rồi ô tô đưa hòm tới rồi. Mày có mở ra không? Ai ô tô đưa hòm tới rồi. Cứu em ơi. Cứu em ơi. Ok. Làm gì đâu ta. Ê anh em ơi. Ê Cao à. Cao ơi. Ờ, Cao không, à? Không cho em đi à. Em đang live stream. Ờ đây live stream. Anh đâu nước. Đây. Ai gọi anh nhỉ? Anh gọi. Đang gọi đấy. Xe xe xe. Ô xe xe nó đang tới rồi, anh em phụ tay đi. Phụ tay. Thằng nào không gọi. Ơ nhưng mà anh gọi em không tao à? Không. Phụ nào? Cứ lại. Đâu ơi. Đâu ơi. Đâu ơi. Thôi. Mà bạn ơi xem bạn này đi. Cởi trói cho dân tôi ra đây. Cởi trói cho em. Em đây có thằng nào gọi hay là dưới lòng đất nhỉ? Đây có thằng nào gọi hay là dưới lòng đất nhỉ? Ha. Ha. Anh ơi. Anh cứ nghe cám nữa. Cởi trói cho em. Cái gì nó bay bay nhỉ? Ô sao ghế nhà mình ở đây chị ơi? Ghế nhà mình ở đây đây. Ghế nhà mình ở đây à? Đấy. Vừa lấy có người gọi nhưng mà chỉ kia chỉ qua chỉ có. Anh ơi, có làm gì đâu. Thế nhìn nó dưới lòng đất. Mày chó em phải giả vờ. Có ma rồi. Giả vờ đi. Sao bảo tao giả vờ đấy. Tháo ra. Đi anh em một nơi. Ghế cho mình sợ dựa đây. Có chỗ dựa đây. Cao ơi. Cao ơi. Chưa chưa. Ơ mẹ đúng mày luôn. Anh cho kiếm cả nhìn cái gì à. Qua đi ơi. Qua đi ơi. Qua. Thôi ra. Ôi trời, Long ơi, trời ơi. Trời ơi. Bây giờ ai ấy? Bây giờ như nào thì mình phải cởi cho thì nhà. Phải cho sao cho mày như nào? Hả? Hả? Thế bây giờ. Sao em ra đây ngồi đây? Sao em ngồi đây? Sao bội ngồi đây? Cả làng nó bắt cười cho. Sao anh ấy ra đây? Bội thế nhà thằng nào mẹ vứt bạn tôi ra đây. À luôn thằng nào cũng lặng thế không biết được. Đấy cởi cho nhá. Cởi ra. Hơi như thằng Hoàng em. À đúng rồi. Đúng rồi. Em một mình nó bê. Như là thằng Hoàng em đó. Cái lúc em có nhớ là lúc trước em ngồi đây không? Nhớ. Thế. Ờ đúng rồi. Thằng Hoàng em bê. Thằng Hoàng em đúng rồi. Thằng Hoàng em bê đúng rồi. Anh, cái này mà anh em mình không làm uống nước à. Mình ngồi lên tối nhỉ. Xách cả chân tao. Thằng chó nào bê ra đây. Em bê đâu Hoàng em à. Chết
chắc là thằng em. Lần này mình không ra đây với nhà ấy. Mà ngày bình thường là không ngủ đúng không? Bây giờ ngủ rồi. Chêu 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 chêu. Ai chêu đâu? Chêu. Mẹ cả làng người ta cũng cười ta. Ai hoàng em mà. Anh em nhưng mà nghĩ không tội thằng bé. Tội không nhỉ? Tội. À không anh ạ, không tội được, nhưng nghe mặt anh không tội được. Không biết gì đâu. Đúng rồi, đánh em thôi. Anh vừa mới ra chả biết gì cả. Nhưng mà trong cơn ngủ thì Trần Thị Phú này không biết anh em mình làm gì đâu. Đúng rồi đấy. Bây giờ mình cứ chốt hết, không biết gì hết. Đâu. Không có tội tình gì. Em cả. Ok anh em ơi. Thì sẽ đi số mang người ra ngoài đường của mình đến đây nhé em nhá. Em là một có ý tưởng gì mà làm để chôn thì cứ IB comment vào để mình làm nhé em nhé. Còn bây giờ kết thúc video mình nhé. Bye bye. Ok, tôi bắt đầu video nhá.